Đâu bằng đường đẹp xu? Qua ném vô đó là dưới cần đi. Vô bằng đường nào? Đường đó. Này hả? Ừ, vô đường này được ta. Ba làm cái lỗ cho qua ném rồi á. Làm lỗ chi? Ủa mà con gắn vô đó chi vậy? Con gắn nó vô đó chi vậy? Bạn trai chỉ con chích tu. Chuẩn bị đi đâu mà đẹp đây? Con chuẩn bị đi đâu? Con chuẩn bị đi ngoại. Đi ngoại con chừng nào con về? Con đi về ngoại chừng nào con về? Con đi về ngoại mấy ngày? 3 ngày. Một ngày? 1 ngày. Mới con về phải không? Giỏi. Con đi về ngoại với ai? Ở về ngoại chơi với ai? Ngoại với chú anh Tấn. Anh Tấn hả? Anh Tấn hả? Rồi anh nào nữa? Có anh Ken. Anh Ken với anh Tấn nữa phải không? Dạ. Dạ. Giỏi. Anh Tấn cho đi nhà banh. Anh Tấn cho đi nhà banh hả? Sướng quá ta. Anh Tấn đi chơi cát. Chơi cát nữa hả? Thôi đừng chơi cát dơ nha. Chơi nhà banh được rồi, đừng có chơi cát. Rồi về ngoài rồi ai đưa con ngủ? Không biết. Chú Tư, sao chú Tư đưa con ngủ được? Thôi giờ con chở chú Tư theo nha. Nha, chở chú Tư theo đặng chú Tư đưa con ngủ. Bây giờ chở chú Tư theo nha. Nó gật đầu kìa. Đây nè, chở chú Tư theo đặng chú Tư đưa cho ngủ. Bây giờ suy nghĩ đi, coi chở chú Tư theo không. Mẹ kêu kìa, chạy vô kìa. Chạy vô. Hỏi nó đi về ngoại là ai đưa cho ngủ là không biết. Nói vậy giờ chở chú Tư theo đưa ngủ thôi nha. Gật đầu. Về ngoại anh Tấn chở đi nhà banh. Chơi nhà banh, chơi cá. Anh Tấn vô ngủ. Anh Tấn chơi cá đưa ngủ. Rồi anh Tấn là anh Tấn đưa nó rồi. Vậy hả? Anh Tấn đưa em, Tấn đút em ăn. Rồi cái nãy nó nói chơi cát nữa. Có chơi cát không? Chơi cát dơ đó nha. Rồi chơi nhà banh. Chơi nhà banh với cát. Ở đây cũng có nhà banh chứ bộ. Ở đây cũng có nhà banh chứ bộ. Không có. Ở dưới lớp học có. Không có. Có mẹ, có lớp lớp học có trượt patin. Ủa Pikachu đẹp quá ta. Đó Pikachu trên cái áo con đó. Ủa không phải, ông đó là cô con cổ lộn. Tại vậy hỏi nên nó cô ba nó sai cái nó bị lo bị kiếm Pikachu vậy hả? Pikachu đâu? Nón đâu? Nón con đâu? Cô nội rồi. Cô nội nữa. Nội nữa. Không nội rồi. Nhiều ngoại. Ôm cỡ nội, hôm nội, con đi về ngoài. Đó, nó trèo lên. Đó, trèo lên đấy. Đó, trèo lên. Dẻ nhẹ. Đó, trèo lên. Đi ngoài quay vô sáng hơn. Trong quay ra tối nó đi xuống từ từ. Về ngoài chơi nhà banh hang, chơi cát hang. Cho anh Tấn đưa ngủ hang. Ừ.
xe mới nữa, dữ dằn đi chứ. Ôi vui chân leo lên rồi. Trời ơi, đi mà mấy cụ bị bánh cháy. Mấy cái bánh không ăn nó để hoài. Em về ngoài chia với anh Ken hả? Em ngoài chia với anh Ken. Ừ. Ủa, có bắt kiến nữa hả? Ủa, tưởng đâu có mua cái kiến chứ. Kiến nó đâu? Theo vô. Theo rớt dọc đường. Mẹ ơi, quên nữa, mua cả hộp khẩu trang nhỏ cho con nít kìa. Rơm su bịch khẩu trang nhỏ nè. Nhỏ kia nó giống mình mà nhỏ chứ không phải giống gì. Trang bự không nhỏ. Trang nhỏ chứ phải trang bự. Cái này là khẩu trang nhỏ luôn nè, thấy không? Trang này đẹp hơn. Kia giống người lớn. Giống giống cái xanh vậy đó mà là nhỏ. Đó, ha. Sa sa sa. Lại đổi thì dép lại. Chạy vô ông nội tới đây. Ông nội, nội con đi về ngoài. Rồi rồi. Bánh này hôm bữa cho ngắm hết ba bọc rồi đó. Mình còn nhóc chưa? Không ăn. Mừng. Ơ, cái trứng rồi chứ không phải gì. Không ăn. Bạn nguyên bộ đồ ghim ta. Quần jean, áo jean luôn ta. Mặc đi để chọc, cái áo mình muốn chọc rồi. Ừ. Cái áo bắp bê không chọc. Muốn chọc rồi. Cái áo bắp bê không chọc. Anh mẹ mở ai cái ra vậy? Mới ra được. Cái mới vừa, leo lên. Ừ. Mang dép sầu riêng hả? Ừ. Giỏi. Ôi, bắt cột vô kìa. Đi tới không tự đó. Rồi, phải cái gói trước nữa. Gói để trên kia. Có cái gói rồi. Thôi. Hôm trước vậy nè, đi tới không tắm tự sáng đi chiều về. Sợ nó ngủ gục. Không ngủ. Bye bye. Rồi, chú Tư đóng cửa. Quên gì vậy? Quên gì vậy? Quên điện thoại hả? Trời ơi, quên điện thoại. Nè, bà thấy không? Sức vô đóng thẹo liền nè, vẫn vô đó. Vô đóng liền. Quên điện thoại ơi, mẹ quên điện thoại. Quên điện thoại. Quên điện thoại. Để rồi, để kiến ngần hơn coi. Ừ, phải làm rớt cái gì để rồi. Kiến ngần hơn nứt rồi.